Chào mừng tất cả anh em đến một ngày rất bình thường trong vô số ngày đặc biệt. Và điều bình thường hơn cả là tôi đang sở hữu một trong những chiếc MIDI 4 Pro đầu tiên tại Việt Nam. Vậy liệu anh em có tò mò xem chiếc MIDI 4 Pro bình thường này có gì không? Hãy cùng tôi unbox sản phẩm này nhanh nhé. Sở hữu một màn hình nhỏ gọn, MIDI 4 Pro có trọng lượng 249g, giữ đúng truyền thống của dòng MIDI. Từ cái nhìn ban đầu, MIDI 4 Pro đã cho mình thiện cảm cao khi ngoài phần nắp camera bảo vệ thì MIDI 4 Pro đã cho người dùng một chiếc vòng cố định bảo vệ cánh vô cùng chắc chắn. Ngoài các chức năng quay thông minh như Focus Check hay Hyperlap đều đã được trang bị, nhưng với Waypoint Fly là chức năng đã được mang xuống từ những dòng cao cấp như Mavic 3. Với góc đọc cảm biến mới được học theo người Anh E3, MIDI 4 Pro đã có khả năng cảm biến đa hướng, thứ mà chưa từng có trên dòng MIDI trước đây. Với phần camera, MIDI 4 Pro vẫn có khả năng quay dọc, nhưng điều mới là cùng với góc 24mm nhưng lại có khẩu độ f1.7 để chúng ta có thể quay trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Chụp ảnh 48MP nhưng chất lượng quay video đã được đẩy lên đến 4K 100fps, cùng với file quay định dạng HLG hay là DLM đáp ứng được những nhu cầu cao. Sử dụng chung cùng một pin với MIDI 3 Pro, theo thông số nhà sản xuất thì MIDI 4 Pro có thể bay trong vòng 34 phút. MIDI 4 Pro đã được đi kèm với phiên bản có tay cầm RC2, là một loại tay cầm mới được thay thế dòng E3. Do đó khoảng cách truyền hình ảnh cũng đã được tăng lên 20km với chất lượng Full HD. Vậy trên đây là một số điểm mới về chiếc MIDI 4 Pro vào một ngày bình thường của mình. Và hẹn anh em những kỳ án chưa xong hơn ở những video sau nhé.